bạn cún này sau khi được Tiôn cho người ta làm chó giữ nhà thì vô nhà người ta không chịu làm chó giữ nhà, bỏ ăn bỏ uống, người ta sợ quá qua kêu đem về. Như vậy là con phải chấp nhận sứ mệnh làm thần thú nha, mỗi ngày bơi 1 cây số. Nếu không bơi 1 cây số thì sẽ không được ăn cơm. Đi tập luyện nào. Bữa nay hai anh em tụi con sẽ phải tập luyện. Bơi đủ 1 cây số sẽ về nhà được ăn rất là ngon. Còn không là sẽ bị phạt.